Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Và trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi xin giới thiệu với anh em một đôi loa mà đã đi vào huyền thoại, đã có tầm ảnh hưởng, lúc bây giờ được đưa vào top 5 loa là được đánh giá là có tầm ảnh hưởng nhất trong dòng loa cổ. Đó là đôi loa đến từ hãng Jensen Model 6. Rồi nói tới đây rồi thì chắc chắn ai cũng biết, nếu mà là người yêu thích dòng loa Jensen thì trên thị trường cũng có nhiều người bán và hiện tại cũng có người bán. Tuy nhiên nó sẽ có nhiều cái vấn đề mà anh em cần quan tâm để đưa nó vào bộ sưu tập. Sưu tầm á, thì mình sẽ có các yếu tố ví dụ như loa zin này, đẹp này, đồng chất đồng màu này. Đó, có vài yếu tố, kể cả căng cũng vậy. Thì đó gọi là loa sưu tầm. Thì nghe thì không ảnh hưởng gì, nhưng mà nói tới cái giá trị sưu tầm thì mình phải quan tâm nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ quay chi tiết cho anh em cùng xem. Đầu tiên là hình thức này, thùng gỗ quá đẹp, vân quá đẹp luôn này, các cái lời vân nó như rồng bay lượn múa ha, nó vui thôi. Đó, thùng gỗ rất đẹp, các cái điểm nhấn cũng đẹp luôn. Đấy, cái mặt trước này nè, cái hãng Jensen này làm rất độc đáo luôn. Thay vì người ta là vắt vào cái này là vắt ra nè, thùng là vuông vức ha. Rồi cặp này được thiết kế là bát 4 tấc anh em nha, bát 4 tấc. Loa chung 20 luôn. Đó, 40-20. Rất là khủng luôn. Nó tạo sự cân bằng. Thùng loa to anh em nha. Bát 4 tấc. Nhưng mà chiều rộng của nó chắc cũng phải 50 mấy anh em nha. Không có đo, phải 5 mấy luôn. À, chiều sâu cũng sâu luôn. À, chiều sâu cũng là 4 mấy luôn. À, một cặp loa quá dữ dằn luôn nha. Về hình thức thì đẹp. Về các cái tuyến loa cũng đẹp luôn anh em. Đẹp xuất sắc. Zin toàn tập. Đây, có đưa máy cần cho em cùng xem. Thì cái loa bass và loa mid loa trung á, thì hai cái dòng này là gần mút thì mình phải thay nhá. Đó, mình đã thay rồi. Và anh em cũng để ý thấy một cái điều là mình thay này, thay đồng màu luôn nha. Cái bass thì cái màu nó hơi sáng thì mình thay cái gân sáng, mà cái bass mid đậm thì mình thay gân đậm nha. Đó, anh em để ý là Khôi rất là tỉ mỉ, vì kể cả cái người làm cũng tỉ mỉ luôn. Rồi, trên này là dải trên nha, chép. Thì ở đây còn giá trị nữa là một cái màng bọc này nè. À, nhiều cái nó mất luôn nha, còn cái này còn luôn nên nó có thêm giá trị nữa đó. Rồi à, cái lưới này, cái căng Khôi đã quên, Khôi tháo ra trước ha, nên bây giờ Khôi quay cho anh em xem. Đó, rất đẹp luôn nè. Đây là căng zin của nó anh em nhá, căng zin của nó, lưới zin, căng zin. À, đính bấm ngày xưa là đính bấm bằng mạ vàng này đó, anh em nè. Đó, đây cái cặp này nè, cái lưới của nó phải là như thế, và lưới xếp. Đó, thì nó mới đúng rồi nè, lưới bố mà bố xếp này thì nó mới là đẹp nha, mới đẹp, mới có giá trị. Đây mình lắp vào là như thế này, đây nè, đó mình lắp vào là như thế này. Cái chỗ dưới nó bị dơ này nè, còn nguyên bụi luôn nha, đây nè, nó dơ từ phía trong ra. Đó, nên là mình chưa có kịp gọi là vệ sinh đó nha, vì đang là buổi tối rồi, khuya rồi nên không làm đó, không. Khi mình lắp vào là nó là như thế này, nó như thế này, rất là đẹp, rất tuyệt vời luôn. Đó. Rồi mình tháo ra để tí nữa mình test nhạc ha. Rồi bây giờ mình xem luôn cái mặt đít này nè, quay luôn cái mặt đít cho anh em cùng xem này. Rất đẹp ha, gỗ của nó này chắc chắn luôn nè, gỗ đẹp, rất đẹp. Khôi quay là quay rất rõ ràng và chi tiết để anh em cùng xem. Sau này có hai cốt server nè, một cột mid và một cột chép, HF với MF, MF là mid này, còn HF là chép ha. Còn bụi mình chưa lau chùi luôn. Rồi, đẹp thần thánh luôn, loa đẹp xuất sắc, 100% nó không bể nợ anh em nhé, anh em lưu ý này, không bể nợ. Mình mua hàng là mua hàng đẹp để về anh em chơi và sưu tầm. Đó, giá có thể cao nhưng mà đồ thì phải đẹp anh em. Đó, chấp nhận như vậy, vì một món hàng sưu tầm thì nó phải đạt được các yếu tố như Khôi nói. Đó, rồi đó xong. Bây giờ thì Khôi sẽ cho anh em xem cụ loa với bên trong nha, rất to, rất gấu. Cái mic nó được bọc vậy này nè, một cụ bọc to vậy nè, còn cụ bass cũng lớn luôn ha. Đây, tìm cái lúc mà mình tháo cái cụ loa để đi thay gân á, thì dòng gân này là gân mút mình phải thay á, thì quay cho anh em cùng xem luôn. Đây nè, đẹp khủng khiếp ha. Đó, đẹp và zin, đẹp và bao zin cho anh em ha, tại vì mình quay vào buổi tối á, có thể đèn nó bị chói rồi nè. Đó, nhưng mà thật sự nó đẹp. Đây nè, cụ mic này, cụ mic rất là to ha. Mít này là 20 này nè, còn bát này là bát 40 ha, 10 rồi. Vậy là cái cụ anh em cùng xem luôn.
Đúng ra các cái dòng loa hạng này thì không cần phải xem đâu, nhưng mà tiền đây mình đang đi thay gân đó, đây này, củ rất là to ha, đánh bass sẽ rất là khỏe luôn, có lực nha. À, trên một cái củ nó có cái số series này đó, 1098444 ha. Đó thì khi anh em mua về anh em có thể kiểm tra, là kể cả con mic này nè, 220122 ha, bên này đây này, 220203 này đó, mỗi củ nó có mỗi số như vậy nha, để anh em yên tâm. Bên này cũng vậy này đó, đó. 910043 số 4 á nha. Rồi thôi, cái đó cái kệ nó đi. Thì các cái dòng bát giấy anh em gân mút ha, đánh rất có lực. Rồi, đây về là cái phần bông mút ở trong này. Còn rất 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 mới anh em nha, rất mới này, dây của nó này. Toàn bộ là sử dụng chất cắm ha. Đó. Rồi, ok, bên này cũng vậy anh em. Bây giờ mình cho anh em xem cái bộ phân tần của nó nha. Đâu rồi? Đây. À. Đây nè, loa mị này, phân tần ha. Hai cốt server này, còn bên này tủ này, bên này là quần dây này, đó, đó là về cái phân tần. Rồi trong này là các cái đồ của nó ha, cái này là cái mình tháo được này này, đó, cái mic mình tháo được này, nó là một cái vỏ bọc thôi, mình phải có cái trục vít, mình sẽ tháo lên được nha. Những cặp loa nó zin ra nó phải nó còn, đó, còn cái này sẽ tháo sau đi ha. Không quan trọng nha, zin của nó này chưa buông ốc nha. Còn mấy cái này thì phải buông ốc để mình tháo. Rồi, ok. Cặp loa được xem là đẹp nhất Việt Nam hiện tại nha. Đó, anh em vô thêm. Cho em.
chất âm anh em thì cặp này nó nổi tiếng rồi, tùy theo cái tai nghe của mình phối ghép. Ví dụ như anh em mà cả đời mà chỉ nghe trữ tình, nghe acoustic đó, thì anh em có thể ghép đàn vẫn đánh tốt đó. Còn mà muốn nghe bolero, nghe mạnh thì mình phải dùng bánh dặn để mình đánh được cái bass, cái trầm của nó anh em nhé. Đó, tùy theo cái cách chơi của mình. Nói chung là dễ ghép, trung âm dài, trên nó rất là rộng nên là nó sẽ rất là bén tai. Đó, thì anh em nghe qua điện thoại, mà những ai chưa chơi mà nghe qua điện thoại mà có chút cảm nhận thì thực tế nó sẽ rất là hay ha, là nguyên bản nguyên zin từ con nó 100% và đẹp gần như xuất sắc. Đó, tôi nói lại một lần nữa để anh em biết được kẹp loa có giá trị, trên thị trường cũng có nhiều nhưng mà đa phần, tôi nói thẳng luôn, toàn là hàng sao đi sao lại và một số người là thu hàng bờ và bán giá rẻ, nhưng mà mình không có đụng chạm ai nên mình không nói nha. Còn loa của Khôi là có ảnh bại, có ảnh chưa thay gân, một gân luôn. Anh em lưu ý như vậy. Cái cặp loa bại là cặp loa một gân chưa thay gân thì mới gọi là bại. Còn mà loa đã thay gân nhiều năm ở Việt Nam thì nhìn vào phát biết ngay này nhá. Rồi. Cảm ơn anh em một lần nữa và chúc tất cả sẽ lựa chọn được một hàng ý. Về mức giá này thì nó loạn giá trên thị trường luôn. Thì Khôi ship về bao nhiêu thì Khôi cân đối và bán cho em bấy nhiêu. Sau khi làm gần hết 1 triệu cũng như là làm thùng thì cặp loa sẽ có mức giá là 29.500. Anh em cân đối nha, giá cũng khá cứng. Có nhiều cặp nó chỉ còn 25-26 thôi, nhưng mà cặp này zin và đẹp và đồng chất đồng màu nên nó vẫn xứng đáng để anh em chơi. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc tất cả sẽ lựa chọn được món hàng ý. Nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày.